Hệ thống kinh mạch trong con người là một phát hiện vô cùng hữu ích của nhân loại đối với việc điều trị và chữa bệnh ở con người trong nhiều thập kỷ đã qua. Từ thuở xa xưa, các thầy thuốc của y học phương Đông đã bằng kinh nghiệm truyền đời và các thực tế lâm sàng để vẽ được hoàn chỉnh hệ thống kinh mạch trong con người, và họ gọi chung là hệ thống kinh lạc. Hệ thống kinh lạc của con người gồm có 12 kinh mạch và 8 mạch kỳ kinh và 15 biệt lạc. Ngoài ra là có 360 lạc và rất nhiều tôn lạc nữa. Thế vậy thì là theo y học cổ truyền, y học phương Đông thì lấy là 12 kinh chính được chia thành hai loại đường kinh. Các kinh âm xuất phát từ các tạng, ví dụ như là tạng tâm, tạng can, tạng tỳ, tạng phế, tạng thận, và hướng đi lên gọi là âm thang, và đi ở mặt trước của cơ thể. Còn các kinh dương xuất phát từ các phủ như là tiểu trường, vị trường, bàng quang, đờm và tam tiêu, hướng đi xuống gọi là dương giáng, và đi từ mặt sau của cơ thể. Trong cơ thể con người còn rất nhiều mạch, thế những mạch là nó có sự biểu lý và tương tác hỗ trợ cho nhau trong cái việc chẩn đoán bệnh. Y học phương Đông cho rằng con người sống được là nhờ có khí huyết và khí huyết di truyền trong cơ thể, nhờ vào hệ thống kinh mạch. Các kinh mạch này gắn liền với nội tạng và trải rộng khắp trong cơ thể con người. Cho đến hiện nay, những lý thuyết về hệ thống kinh mạch vẫn là nền tảng chính giúp các thầy thuốc bắt mạch trị bệnh cứu người. Cái bắt mạch là nó là một cái phương pháp rất quan trọng, và thông qua bắt mạch để chẩn đoán ra bệnh lý, và trên cơ sở bắt mạch chẩn đoán bệnh lý được rồi thì bắt đầu nó đi vào chữa. Bắt mạch là cần có phương pháp nhất định chứ không thể làm tùy tiện được, và không thể dùng bắt mạch một cách thô kệch được đâu, phải rất nhẹ nhàng, êm ái và mang tính chất nhu nhuận để làm cho người thầy thuốc là tập trung vào cái phần biết được là cái chân huyết nó hoạt động ra làm sao, và chân khí lúc đó có rối loạn gì không. Đấy, cái đó là do cái trình độ, do cái kỹ thuật, do cái hiểu biết chiều sâu của vấn đề kinh mạch. Tuy trong con người có cả hệ thống kinh, mạch, lạc, nhưng y học phương Đông cho rằng con người có 12 đường kinh chính và được sắp xếp theo thứ tự tuần hoàn của khí. 12 đường kinh chính này liên hệ trực tiếp đến các tạng phủ và được chia thành 4 phần theo các chức năng của chúng. Mặt khác, y học phương Đông rất coi trọng thuyết âm dương, nên những phần của hệ thống kinh chính cũng được gọi theo lý thuyết âm dương. Thủ tam âm là 3 đường kinh âm chạy từ ngực ra lòng bàn tay theo mặt trong của tay. Chúng dẫn khí từ ngực vào tay. Kinh phủ thái âm phế có ở hai bên phải trái của cơ thể con người và bắt đầu đi từ huyệt trung phủ qua huyệt vân môn, thiên phủ, hiệp bạch, xích trạch, khổng tối, liệt khuyết, kinh cừ, thái uyên, ngư tế và cuối cùng đến huyệt thiếu thương. Theo các thầy thuốc đông y thì các huyệt ở trên kinh thủ thái âm phế dùng để chẩn đoán và điều trị các chứng bệnh như sốt, bệnh ở phổi, ngực, họng, khí huyết ứ trệ, tiểu ít, khó, và có tác dụng hành khí, hoạt huyết, lợi tiểu. Kinh thủ quyết âm tâm bào có ở hai bên phải trái của cơ thể con người và bắt đầu đi từ huyệt thiên trì qua huyệt thiên tuyền, khúc trạch, khích môn, giản sử, nội quan, đại lăng, lao cung và cuối cùng đến huyệt trung xung. Các huyệt ở trên kinh thủ quyết âm tâm bào dùng để chẩn đoán và điều trị các chứng bệnh ở ngực hoặc tim, dạ dày và bệnh tâm thần. Kinh thủ thiếu âm tâm có ở hai bên phải trái của cơ thể con người
và bắt đầu đi từ huyệt cực tuyền qua huyệt thanh linh, thiếu hải, linh đạo, thông lý, âm khích, thần môn, thiếu phủ và cuối cùng đến huyệt thiếu xung. Các huyệt ở trên kinh thủ thiếu âm tâm dùng để chuẩn đoán và điều trị các chứng bệnh ở tim, ngực và tâm thần. Thủ tam dương là ba đường kinh dương chạy từ ngón tay về lưng, cổ, vai lên mặt theo phía ngoài của tay. Kinh thủ dương minh đại trường có ở hai bên phải trái của cơ thể con người và bắt đầu đi từ huyệt thương dương qua huyệt nhị gian, tam gian, hợp cốc, dương khê, thiên lịch, ôn lưu, hạ liêm, thượng liêm, thủ tam lý, khúc trì, trìu liêu, thủ ngũ lý, tỳ nhu, kiên ngung, cự cốt, thiên đinh, phủ đột, hoa liễu và cuối cùng đến huyệt nghênh hương. Các huyệt ở trên kinh thủ dương minh đại trường dùng để chẩn đoán và điều trị các chứng bệnh ở đầu, mặt, tai, mắt, mũi, răng, họng và ruột. Kinh thủ thiếu dương tam tiêu có ở hai bên phải trái cơ thể con người và bắt đầu đi từ huyệt quan xung qua huyệt dịch môn, trung chữ, dương trì, ngoại quan, chi câu, hội tông, tam dương lạc, tứ độc, thiên tỉnh, thanh lãnh uyên, tiểu lạc, nhu hội, kiên liêu, thiên dũ, ế phong, khế mạch, lư tức, giác tôn, nhĩ môn, hòa liêu và cuối cùng đến huyệt ti trúc. Các huyệt ở trên kinh thủ thiếu dương tam tiêu dùng để chẩn đoán và điều trị các chứng bệnh ở tai, đầu, mắt, họng. Kinh thủ thái dương tiểu trường có hai bên phải trái của cơ thể con người và bắt đầu đi từ huyệt thiếu trạch qua huyệt tiền cốc, hậu khê, uyển cốt, dương cốc, dưỡng lão, trì chính, tiểu hài, kiên trinh, nhu du, thiên tông, bính phong, khúc viên, kiên ngoại du, kiên trung du, thiên song, thiên dung, quyền liêu và cuối cùng đến huyệt thính cung. Các huyệt ở trên kinh thủ thái dương tiểu trường dùng để chẩn đoán và điều trị các chứng bệnh ở đầu, gáy, mắt, má, mũi, họng và não. Túc tam dương là ba đường kinh dương chạy từ chân lên lưng, lườn, cổ, đầu, theo mặt ngoài của chân. Kinh túc dương minh vị có ở hai bên phải trái của cơ thể con người và bắt đầu đi từ huyệt thừa khấp qua huyệt tứ bạch, cự lưu, địa thương, đại nghênh, giáp xa, hạ quan, đầu duy, nhân nghênh, thủy đột, khí xá, huyết bồn, khí hộ, khó phòng, ốc tế, ưng song, nhũ trung, nhũ căn, bất dung, thừa mãn, lương môn, quan môn, thái ất, hoạt nhục môn, thiên khu, ngoại lăng, đại cự, thủy đạo, quy lai, khí xung, bế quan, thục thó, âm thị, lương khâu, độc tị, túc tam lý, thượng cự hư, điều khẩu, hạ cự hư, phong long, giải khê, xung dương, hãm cốc, nội đình và cuối cùng đến huyệt lệ đoài. Các huyệt ở trên kinh túc dương minh vị để chẩn đoán và điều trị các chứng bệnh ở đầu, mặt, mũi, răng, họng và bệnh ở não, dạ dày, ruột. Kinh túc thiếu dương đảm có ở hai bên phải trái của cơ thể con người và bắt đầu đi từ huyệt đồng tử lưu qua huyệt thính hội, thượng quan, hàm yến, huyền lư, huyền ly, phúc tân, xuất cốc, thiên xung, phủ bạch, khiếu âm, hoàn cốt, bàn thần, dương bạch, lâm khấp, mục song, chính dinh, thừa linh, não không, phong trì, kiên tỉnh, uyển dịch, chiếp cân, nhật nguyệt, kinh môn, đới mạch, ngũ khu, duy đạo, cự lưu, hoàn khưu, phong thị, trung độc, dương quan, dương lăng tuyển, dương giao, ngoại khâu, quang minh, dương phụ, huyền trung, khâu thư, khâu khư, túc lâm khấp, ngũ địa hội, hiệp khê và cuối cùng đến huyệt tức khiếu âm. Các huyệt ở trên kinh túc thiếu dương đàm dùng để chẩn đoán và điều trị các chứng bệnh ở đầu, mặt, tai, mũi, họng, ngực và sườn. Kinh túc thái dương bàng quang có ở hai bên phải trái của cơ thể con người và bắt đầu đi từ huyệt tinh minh qua huyệt toàn trúc, mi sung, khúc sai, ngũ sứ, thừa quang, thông thiên, lạc khước, ngọc trầm, thiên trụ, đại chữ, phong môn, phế du,
quyết ân du, tâm du, đốc du, cách du, can du, đẩm du, tỳ du, vị du, tam tiêu du, thận du, khí hải du, đại trường du, quan nguyên du, tiểu trường du, bàng quang du, trung lữ du, bạch hoàng du, thượng liêu, thử liêu, trung liêu, hạ liêu, hội dương, thừa phù, ân môn, phù khích, ủy dương, ủy trung, phụ phân, phách hộ, cao hoàng du, thần đường, y hy, cách quan, hôn môn, dương cương, ý xá, vị thương, hoang môn, trí thất, bảo hoang, trật biên, hợp dương, thừa cân, thừa sơn, phi dương, phụ dương, côn lôn, bộc tham, thân mạch, kim môn, kinh cốt, thúc cốt, thông cốc và cuối cùng đến huyệt tri âm. Ở các huyệt trên kinh túc thái dương bàng quang dùng để chẩn đoán và điều trị các chứng bệnh ở mắt, mũi, đầu, gáy, thắt lưng, hậu môn, não và bệnh các tạng phủ. Túc tam âm là ba đường kinh âm chạy từ ngực xuống chân theo mặt trong của chân. Kinh túc thái âm tỳ có ở hai bên phải trái của cơ thể con người và bắt đầu đi từ huyệt ân bạch qua huyệt đại đô, thái bạch, công tôn, thương khâu, tam âm giao, đậu cốc, địa cơ, âm lăng tuyền, thuyết hải, cơ môn, sung môn, phù xá, phúc kết, đại hoành, phúc ai, thực đậu, hung hương, chu vinh và cuối cùng đến huyệt đại bao. Các huyệt ở trên kinh túc thái âm tỳ dùng để chẩn đoán và điều trị các chứng bệnh ở dạ dày, ruột, hệ sinh dục và tiết niệu. Kinh túc quyết âm can có ở hai bên phải trái của cơ thể con người và bắt đầu đi từ huyệt đại đôn, qua huyệt hành gian, thái dung, trung phong, lãi câu, trung đô, tất quan, khúc tuyển, âm bao, ngũ lý, âm liêm, cấp mạch, trương môn và cuối cùng đến huyệt kỳ môn. Các huyệt ở trên kinh túc quyết âm can dùng để chẩn đoán và điều trị các chứng bệnh ở hệ sinh dục, bàng quang, ruột, ngực, sườn và mắt. Kinh túc thiếu âm thận có ở hai bên phải trái của cơ thể con người và bắt đầu đi từ huyệt dũng tuyền, qua huyệt nhiên cốc, thái khê, đại trung, thủy tuyền, chiếu hải, phục lưu, giao tín, trúc tân, âm cốc, hoành cốt, đại hách, khí huyệt, tứ mãn, trung chú, hoang du, thương khúc, thạch quan, âm đô, thông cốc, u môn, bộ lang, thần phong, linh khư, thần tàng, hoắc trung và cuối cùng đến huyệt du phủ. Các huyệt ở trên kinh túc thiếu âm thận dùng để chẩn đoán và điều trị các chứng bệnh ở hệ sinh dục, tiết niệu, ruột, họng và ngực. Bên cạnh hệ thống kinh chính còn có hệ thống mạch, đó là 8 mạch kỳ kinh có tác dụng tổng hợp và điều tiết 12 kinh chính, trong đó 2 mạch nhâm đốc là những mạch quan trọng nhất. Chúng ta có 2 loại hệ thống mạch, 12 đường kinh ấy, nhưng mà hệ thống mạch lớn chỉ có hai loại thôi, là đốc mạch và nhâm mạch. Đó. Đốc mạch thì đó, ở phía sau lưng, từ bách hội xuống hết cả cơ thể. À, còn nhâm mạch thì đó ở trước mặt, nó trước mặt chạy xuống suốt đến tận cùng của cơ thể. Đốc mạch có tác dụng quản lý các đường dương kinh, do đó cũng gọi là dương kinh chi hải, tức là bể chứa các dương kinh. Nhâm mạch có tác dụng quản lý các đường kinh âm, cho nên cũng gọi là âm kinh chi hải, tức là bể chứa các âm kinh. Ngoài hai mạch lớn là đốc mạch và nhâm mạch, còn có các mạch như xung mạch, đảm nhiệm chức năng vận hành khí ở bụng, đới mạch có tác dụng thúc đẩy các kinh vận hành đều đặn, âm kiêu mạch và dương kiêu mạch cùng chung nhau chủ trì công năng vận động của cơ thể. Âm duy mạch và dương duy mạch có tác dụng ràng buộc, liên kết hệ thống kinh mạch. Trải qua hàng ngàn năm, con người đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về hệ thống kinh mạch trong con người. Đây là tài sản tri thức quý báu mà người xưa đã để lại, giúp chúng ta chủ động nắm vững các vấn đề trong sinh lý học, bệnh lý học và phòng ngừa bệnh tật. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích.
giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé.